Nam Khánh Audio xin kính chào quý vị. Trong clip ngày hôm nay em gửi đến quý vị một chiếc đầu CD Sony mang mã hiệu là MXD-D5C. Chiếc đầu CD giải mã 24 bit không cần đĩa mồi, mà một bên là cửa CD và một bên là cửa MD. Phía dưới của chiếc đầu CD là một chiếc Omni Pioneer SA710, dòng xuất âm tụ chạy 4 sò sắt Toshiba. Em xin test cho anh em cái phần CD. Tất cả hai cửa CD MD còn đọc rất là tốt anh em nhé. Đĩa CD đọc lách bài đọc rất nhanh và các cửa CD ra vào tốt, đọc tốt. Kể cả từ các cái đĩa follow, đĩa chép như này vẫn đọc tốt anh em nhé. Rồi là các cái đĩa lòng vàng như em đang chạy là đĩa lòng trắng cũng đọc hết. Nói chung là con này thì mắt đọc rất là tốt, không hề kén đĩa. Và bên phía MD cũng đọc tốt. Anh em có thể ghi từ đĩa CD sang đĩa MD tùy theo anh em thích nhé. Dòng này là dòng giải mã không cần mồi 24 bit. Anh em ấn Z là xong, không cần phải mồi biết gì cả. Dòng mặt bằng tranh đẹp, size 43 cm nhá anh em nhá. Máy thì còn đẹp và zin đét 100% anh em nhá. Mặt đọc rất là tốt, không kén đĩa nhá. Omni thì là Omni vỏ gỗ, dòng Pioneer SA710 thì cũng quá là quen thuộc với anh em rồi. Dòng xuất âm tụ đánh 4 sò sắt, bên đây là nút bật nguồn, bên đây là chuyển cầu loa AB, A cộng B. Đây là chỉnh bát chép anh em. Tùy theo anh em thích nghe nhiều bát hay ít bát thì chỉnh đây, bên đây cũng thế, bên chép. Đây là volume tổng này, đây là ba lăng này, đây là cắt tiếng 20% này. Đây là những cái đường cổng táp vào. Và đây là cổng AUX1, AUX2, tuner, follow 1, follow 2 này, loudness đây này. Đây là nút chỉnh chế độ stereo mono. Cả đó thì nó cũng rất là quen thuộc rồi. Tím volume của những cái con này nó còn rất là đẹp anh em nhé. Mặt nhôm đẹp, anh em có thể thấy các cái lốm rất là đẹp luôn. Và dòng này là volume bi. Đấy, vặn là khớp nha anh em nhé. Dòng volume bi thì rất là bền với thời gian. Em quay cho anh em cái phía sau. Em này giải mã 24 bit không cần mồi nhá anh em nhá. Đây là cổng analog vào này, đây là cổng out xuống âm đi này, đây là cổng quang in này. Phía dưới đây thì là âm đi có rất nhiều cổng vào và đánh được cầu loa AB, A cộng B. Em này thì có cả đi out và main in nhá. Anh em có thể làm bô hoặc là làm rè tùy theo. Đây là tem của nó, Pioneer SA710, điện 100V, công suất 55W, mắc là 180W. Đây là công suất mã số của loa này, mã số của series của âm đi này, mắc 180W anh em nhé, 4156 tem pad. Nói chung là tổng thể thì còn rất là đẹp và đặc biệt nguyên zin 100%, chưa từng qua sửa chữa hoặc sử dụng tại Việt Nam. Hàng tuyển chọn của bên Nam Khánh về rất là đẹp anh em. Các chức năng CD MD đọc tốt.
Em Sony này thì đẹp đến 99% luôn anh em. Máy máy vàng chanh rất là đẹp. Còn em Pioneer bên dưới thì mặt phay nhôm thì đẹp xuất sắc. Và em xin báo giá với anh em chiếc đầu đĩa Sony Sony MXD D5C size 43, điện 100V, công suất 20W, CD/MD đọc tốt, giải mã 24 bit, không cần mồi. Bên Nam Khánh đang bán là 4.300.000 đồng. Chiếc Omni Pioneer SA 710, xuất âm tụ đánh 4 sao sắt lớn. Bên Nam Khánh đang bán là 3.800.000 đồng. Anh em có nhu cầu liên hệ Nam Khánh số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Có ship hàng toàn quốc và không gồm phí ship. Tất cả các mặt hàng được gói xốp cẩn thận thôi anh em. Em đầu CD này công suất 20W cho chất tiếng rất là chi tiết và đọc cực kỳ tốt luôn. Từng cửa một rồi là CD mà đây đọc rất là tốt. Chất âm rất là chi tiết, tách bạch nha anh em nhé. Anh em đang xem video nhớ ấn nút đăng ký để ủng hộ Nam Khánh, cũng như là để theo dõi các mặt hàng mới về bên Nam Khánh. Ngoài ra em cũng còn rất là nhiều đồ audio, các cái đồ sưu tầm về âm thanh cũng như là loa đài các kiểu. Thì anh em có nhu cầu thì liên hệ em Nam Khánh, số điện thoại 0972 451 489, địa chỉ ngã tư Cổ Nhuế, Phạm Văn Đồng, Hà Nội. Cảm ơn anh em đã xem video. Em xin kết thúc video tại đây.